Hello, xin chào anh em, chào mọi thứ mình. Đối với người mới bắt đầu sử dụng nước hoa thì việc bao nhiêu chai nước hoa là đủ, mua như thế nào là hợp lý luôn luôn là một cái câu hỏi rất là khó khăn, bởi vì đây là lúc mà chúng ta chưa có một cái định nghĩa, chúng ta chưa có một cái niệm rõ ràng là nước hoa dùng cho mùa hè, nước hoa dùng cho đi làm, nước hoa dùng cho đi chơi tụ tập, mà đơn thuần chúng ta chỉ nghĩ rằng thơm là đủ. Do vậy cái video của mình ngày hôm nay mình sẽ một chút chia sẻ đến các anh em bao nhiêu chai nước hoa là đủ. Với ví dụ như chúng ta chỉ cần một chai, chúng ta chỉ cần hai chai thì chúng ta nên mua chai nước hoa nào để cho nó hợp lý với nhu cầu của chúng ta, và làm sao để chúng ta cảm thấy rằng một chai cũng là đủ, bốn chai cũng là đủ và 10 chai cũng là đủ. Ok, và nếu như lần đầu các anh em xem video của mình hoặc là các anh em vẫn đang xem, mình xin hy vọng các anh em click vào đường link mình để bên dưới để có thể ủng hộ mình một vài sản phẩm, có thể là full, có thể là chết. Mình rất là cảm ơn. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng đến với chủ đề chính của video ngày hôm nay, đó là nước hoa bao nhiêu là đủ. Ok, let's go. Đối với các anh em chỉ cần một mùi hương và sử dụng trong 4 mùa các dịp thì chai nước hoa nào mình muốn gợi ý cho anh em tham khảo. Ở đây mình muốn nói đến một sản phẩm cũng khá là lâu của nhà Chanel, thế nhưng cá nhân mình thấy đến hiện tại nó vẫn rất là ok về hiệu năng mùi, về sự linh hoạt, về sự đa dụng. Và ở đây mình muốn nói đến Chanel Album Sport Oil Spray. Có thể đến bây giờ thì nó không phải là một mùi hương còn quá là mới mẻ đến cho các anh em. Thế nhưng cá nhân mình vẫn cho rằng với một cái số tiền bỏ ra và cái linh hoạt của mùi, cái sự đa năng của mùi và hiệu năng của mùi thì nó rất xứng đáng cho các anh em nào chỉ cần rất là đơn giản một chai nước hoa các dịp 4 mùa thì Chanel Out Home Sport Oil Cream là một trong những chai nước hoa mình muốn gợi ý cho anh em đó. Còn khi mà chúng ta cần một mùi hương cho mùa hè, một mùi hương cho mùa đông thì những chai nước hoa nào ở đây mình muốn gợi ý cho anh em. Ở đây ví dụ cho mùa hè, hai chai nước hoa mình muốn gợi ý đến cho mọi người đó là Nautica Voyage. Chai nước hoa thì mình đang cho bạn mượn nên đây mình sẽ show cho anh em hộp thôi. Nautica Voyage, mùi hương của chai nước hoa này như mình vẫn nói ở các video trước, càng nóng thì chúng ta xịt sẽ càng cảm thấy nó rất là ok và được mọi người rất là thích ngửi. Trong nền nhiệt càng nóng thì càng tốt. Do vậy, với cái tính chất khí hậu ở Việt Nam thì mình nghĩ rằng Nautica Voyage luôn luôn xứng đáng là một trong sự lựa chọn rất là tốt sử dụng trong mùa hè. Và chai nước hoa thứ hai mình muốn nói đến đây là một sản phẩm của nhà Versace, nó có tên là Offrage. Đây là một mùi hương kết hợp giữa khế và long diên hương, nếu mình nhớ không nhầm, chắc chắn là có khế. Một mùi hương rất là dễ chịu khi mà ngửi, khi mà chúng ta dùng trong mùa hè. Và đối với trên da của mình thì mình cảm thấy là hiệu năng của mùi không phải là quá tệ. Đối với mình, trong một cái mùa hè gọi là 40 độ ở Việt Nam thì việc sử dụng một cái mùi hương nào khi mà chúng ta xịt ấy, bản thân chúng ta cũng cảm thấy nó dễ chịu khi mà ngửi thì cũng đã là một cái thành công rất là lớn rồi. Thì đối với mình, Nautica Voyage và Versace Offrage là một trong những chai nước hoa mình muốn gợi ý để sử dụng trong mùa hè ở Việt Nam. Còn thu đông, mùi hương nào các anh em nên tham khảo để mua? Ở đây mình muốn gợi ý đến cho các anh em hai chai nước hoa Dior Sauvage. Tất nhiên thì nhiều anh em lại u sời ơi, lại Dior, mùi hương quốc dân. Thế nhưng mà chúng ta xịt nước hoa làm sao để cho mọi người cảm thấy yêu, mọi người cảm thấy mến thì cũng đã là một cái thành công rất là lớn rồi. Thì mình nghĩ rằng không có một cái lý do gì để loại bỏ Dior Sauvage. Có thể là nó là một mùi hương quốc dân, thế nhưng thà được yêu đó, được yêu quốc dân còn hơn để mà ghét quốc dân. Và chai nước hoa thứ hai đó là Victor Robert Spice Bomb. Đây là một mùi hương rất là nam tính, mùi cay nồng nhẹ, sử dụng trong mùa lạnh rất là ok. Do vậy, nếu như các anh em muốn sử dụng một chai nước hoa mùa lạnh ấy, thu đông, thì Dior Sauvage và Victor Robert Spice Bomb là hai chai nước hoa mình muốn gợi ý để cho mọi người muốn tham khảo. Còn đối với các anh em nào mà chúng ta muốn cầu kỳ hơn một chút, đó là một mùi hương dành cho đi làm, thì hai chai nước hoa nào mình muốn gợi ý đến cho mọi người. Ở đây mình nghĩ rằng rất là khó
để có hai chai nước hoa nào có thể vượt qua được Prada luôn. Đó. Mình đã nói rất là nhiều về chai nước hoa này, và với những anh em nào luôn luôn tìm một cái mùi hương để sử dụng cho đi làm, và mình gợi ý rằng Prada Loam, thì mình chưa hề nhận thấy một cái phản hồi nào là chê bai về mùi hương của chai nước hoa này, đặc biệt khi sử dụng cho đi làm đó. Và chai nước hoa thứ hai, Terre d'Hermes bản EDT. Mình nhớ là có một video mình đã nói là có một lần mình vài lần một lần mình ăn sáng và mình gặp một mình nghĩ rằng cậu bạn đó còn trẻ, thanh niên trẻ thôi, áo sơ mi trắng, quần nâu Sylvine, và cậu ta xịt cái mùi Hermès rất rất là đàn ông, rất rất là nam tính và rất rất là lịch sự. Và mình cho rằng với cái môi trường văn phòng, một cái môi trường mà mùi hương nó phải nhã nhặn, bởi vì chúng ta phải nên hiểu rằng chúng ta đang ngồi trong một không gian kín, có mùi của máy in, có mùi của máy tính đó, khi mà mọi người sử dụng một là nó tỏa ra, thì cái một cái mùi hương nào nó vừa đủ, đừng để gây khó chịu cho mọi người, và rất rất là lịch sự nam tính. Mình luôn cho rằng Prada Loam và Terre d'Hermès là hai cái mùi hương mà chúng ta nên tham khảo. Cuối cùng, chai nước hoa nào để dành cho đi hẹn hò đó. Có một mùi hương dành riêng cho xuân hè, một mùi hương dành riêng cho thu đông, một mùi hương dành riêng cho đi làm, thì sẽ phải có hẹn hò, có hẹn hò hoặc đi cà phê, cà pháo. Mùi hương nào là hợp lý? Tất nhiên rồi, sẽ phải là London luôn. Mình nghĩ rằng không một chai nước hoa nào hẹn hò xuất sắc được hơn, trội hơn hẳn so với London Loam. Tất nhiên thì có những người chê về hiệu năng của mùi. Thật ra thì với một cái mùi hương mà chuyên cho đi hẹn hò ấy, thì 3-4 tiếng nó vẫn còn mùi thì mình không cần thiết là nhiều, thế thôi, thế là đủ. Và chai nước hoa thứ hai đó là Jar Club, ngọt ngào, nồng nàn và rất là sexy. Không phải là một mùi hương quá là xuất sắc, thế nhưng nó cũng vừa đủ để mà gây ấn tượng cho mọi người. Thì hai chai nước hoa, nếu như các anh em muốn xài để đi hẹn hò, đó là London Loam và Jar Club. Thì vừa xong, mình vừa chia sẻ với anh em bao nhiêu chai nước hoa là cần đủ cho mỗi một nhu cầu chúng ta sử dụng. Mình rất hy vọng video này sẽ giúp được một chút ít cho các anh em mới bắt đầu sử dụng nước hoa, hoặc là trong khoảng một thời gian ngắn mới tiếp xúc nước hoa, chúng ta sẽ có một khái niệm hoặc là một cái hình dung một chút xíu để làm sao giúp cho mọi người tránh mua bị phí đó, phí phạm. Hãy like và share nếu như mọi người cảm thấy video có giá trị, và đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Giờ xin chào và hẹn gặp lại.